Đấy. Nói chung là 80% là những bài toán này sẽ là bài toán tối ưu nhá. Thế còn trước có bài toán tồn tại. Cô nói gì về toán tồn tại ngày trước học nhỉ? Có ấn tượng tí nào không? Cũng có chữ nhất đấy Rồi. ạ. Cô nói gì về bài toán tồn tại? Tồn tại nhiều khả năng nhất à? Xem Không phải, khó nhất. Trời ơi, có đúng không ạ? Có đúng là vâng. bài toán tồn tại cô nói là trong bốn dạng này bài toán tồn tại là khó nhất đúng không? Và Vâng. cái thời gian mà không giải quyết được nó là lâu nhất đúng không? Đấy, mỗi một thuật toán nó có điểm, nó bao giờ cũng có đặc trưng. À, cái riêng cái bài toán 7 cây cầu Conibert này nhá, nó tồn tại gần một thế kỷ. Nó rất đơn giản thôi. Đấy, các bạn nhìn đấy ạ, nó chỉ có các bạn có thể lên wiki hoặc các bạn chụp từ vệ tinh. Tức là nó có cả hình từ vệ tinh. Còn đây là cái hình từ ngày xưa rồi. Và bây giờ nó cũng thay đổi nhiều nhưng mà cái dòng sông nó vẫn thế. À, cái 7 cây cầu hay có thể nó có thêm bây giờ nếu mà bây thực tại bây giờ cái hình này. Đấy, chúng ta nhìn này, cái kích thước bài toán không không nhiều đúng không? Chỉ có 7 cây cầu thôi. Và nhà trình giáo thì có cái bài toán đưa ra là cái dòng sông nó rất là đẹp và ai cũng muốn làm sao đi vãn cảnh. Và cái bài toán được ra là từ một vùng đất làm nào mà chúng ta có thể đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cây cầu đúng một lần, đi qua tất cả các cây cầu và mỗi cây cầu đúng một lần. Thì cái bài toán này lúc mới ra thì ai cũng nghĩ là dễ, thì dễ thật bởi vì nó kích thước dữ liệu chúng ta chỉ có 7 thôi. Thế nhưng người ta không tìm được. Thế nhưng nếu không tìm được thì không có nghĩa là người ta kết luận là không có, mà chỉ có thể nói là gì, xác suất không có là gì ạ? Gần như là xác suất đúng nhưng mà không thể kết luận chắc chắn là gì ạ, không tồn tại được. Và sau này thì Euler đã giải quyết cái bài toán này bằng cái lý thuyết, và ông đã xây xây dựng để giải quyết nó thì ông đã xây dựng là các đỉnh và các cạnh, tức là coi mỗi vùng đất là một đỉnh của đồ thị, coi mỗi cạnh, sorry ạ, coi mỗi một cái cầu nối giữa hai vùng đất sẽ là một cạnh nối giữa hai đỉnh. Và do đó thì sẽ đưa từ cái bài toán thực tế này, chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4 vùng đất đúng không? Và có 7 cái cầu thì sẽ có 7, 7 cạnh. Đấy. 4 vùng đất và đặt tên cho các vùng đất. Rồi cạnh tương ứng. Đấy, và chúng ta có được đồ thị. Và đây từ đây là mới bắt đầu phát triển lý thuyết đồ thị nhé. Và lý thuyết đồ thị khi từ lúc nó ra đời nó phát triển cực nhanh luôn. Các thuật toán trên lý thuyết đồ thị chúng ta thấy đầu tiên nó rất là ít đấy, từ Euler, nhưng mà sau đấy thì cực kỳ nhiều cái thuật toán. Cái mà chúng ta học ấy chỉ là một cái vẩy móng tay, một chút xíu ở trong cái vẩy móng tay trên một bàn tay thôi. Và chúng ta thấy là cái số lượng người rất là nhiều nên một cái móng tay quá nhỏ. À, các thuật toán trên lý thuyết đồ thị hiện đại nó cũng có rất nhiều thuật toán, nó đều phục vụ cho nhu cầu cả, có cung sẽ có cầu và có cầu sẽ có cung, đấy là nguyên tắc cung cầu rồi đấy. Và chúng ta đã có cái đồ thị có bốn đỉnh như thế này đấy. Và ông chứng minh được rằng là có lý thuyết điều kiện cần và đủ đấy ạ. Chúng ta học bậc của đỉnh rồi đúng không? Bậc của đỉnh là số cạnh liên thuộc với đỉnh. Và ông đã tính được cái đồ thị này, chúng ta sẽ thấy nó có bốn đỉnh bậc lẻ đây. Đỉnh A bậc lẻ, B bậc lẻ, C bậc lẻ, D bậc lẻ, tức là có nhiều hơn hai đỉnh bậc lẻ nên là không tồn tại gì ạ, đường đi Euler. Có đỉnh bậc lẻ nên không tồn tại chu trình Euler. Như vậy thì nó sẽ không tồn tại một cái đường đi nào qua tất cả các đỉnh của mỗi đỉnh được, qua tất cả các cạnh của mỗi cạnh đúng một lần cả. Đấy. Và chúng ta có được đồ thị Euler, bây giờ chúng ta học đồ thị Euler thôi. Có vở thi vào nhá. Còn các bạn lớp IT01 ở trong lớp mình ấy thì có rồi. Nếu mà có mang vở về thì chỉ cần nốt vào vở là xong. Còn nếu như mà không mang vở về thì thôi, cũng vẫn phải một quyển vở mới lại ghi lại. Đường đi Euler nếu nó đi qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần. Ngoài ra cái này các bạn có khái niệm đường đi đơn ấy,
đơn tức là một đường đi đơn là đường đi không có cạnh nào bị đập lại, như vậy nên là người ta có thể viết cái khái niệm đường đi le nó khác, là đường đi đơn qua tất cả các cạnh, đường đi đơn qua tất cả cạnh có được không ạ? Được. Hoặc là có người thì viết khái niệm là đường đi đơn qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần, có đúng không ạ? Đúng. Nó sẽ dư thừa một chút là mỗi cạnh một lần, thì cái việc mà các cạnh không bị lặp lại là cái việc đường đi đơn thì nó cũng thế thôi. Trong trường hợp này thừa không sao, các bạn ghi luôn vậy. Đường đi le là đường đi đơn qua tất cả các cạnh, còn đường đi le là đường đi qua tất cả các cạnh, cạnh đúng một lần. Tương tự chu trình le là chu trình qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần. Chu trình khác cái đường đi kiểu gì không? Ôi, vừa ôn tiết đầu rồi. Chu trình khác đường đi kiểu gì nhỉ? Các bạn trả lời đi ở trên ô chat nhé. Hoặc một bạn nào bật mic nói. Nào, chu trình là đường đi mà thỏa mãn điều kiện gì đấy? Chu trình đây Phải phải dở lại lý thuyết à? Chu trình là đường đi mà có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối. đúng rồi. Và lúc nãy chúng Còn ta đường cũng có đi một cái ví dụ là cái độ dài của chu trình, thì nhớ là độ dài chu trình chúng ta sẽ tính bằng cái độ dài của cái đường đi mà gần nhất ấy, đường đi mà chúng ta không tính cái từ cái đỉnh cuối cùng về cái đỉnh quay về đỉnh xuất phát thôi nhá. đường đi là dãy các đỉnh và cạnh. Đúng rồi. Và nếu như là đỉnh và cạnh đấy mà nó không tồn tại trong đồ thị thì chúng ta sẽ không gọi là đường đi của đồ thị. Ví dụ ở đây chúng ta cái đồ thị trên nhá, mà chúng ta coi là cái 1, 2, 3, 4, 5 là đường đi, đúng không? Nhưng 1, 3, 5, 1, 3, 5 có phải đường đi trên đồ thị này không? Không phải. Không, đúng không? Bởi vì nó làm gì có cạnh 1, 3 đâu. Nó không có cạnh 3, 5. Nên 1, 3, 5 này không phải đường đi trên đồ thị này. Nó có thể đường đi trên đồ thị nào đó, nhưng nó không phải là đường đi trên cái đồ thị trên hình mà chúng ta đang đang nhìn. Nhưng 1, 2, 3, 4, 5 thì lại là gì ạ? Là đứng đi trên cái đồ thị này. Thế còn 1, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 1 là chu trình. Nó cũng là đường đi đấy. Và nó cũng là chu trình. Thế 1, 2, 3, 4, 5, 1 là chu trình độ dài mấy rồi các bạn? Chu trình 5. Cô đọc lại thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 1 là chu trình này độ dài mấy? Trình độ dài 5. 4 thì sao? Đâu, 4 4 coi. Đúng rồi, 4. 4 4 Mở à? lại ô chat chữ trên Đúng cùng rồi, nhé. đúng rồi, đúng. Đúng rồi, Đó, đúng rồi, 4. tính mặt lại. Chúng ta sẽ không tính cái gì ạ? Không 5 1 không không tính. tính điểm đầu tiên, một cuối. Không tính 5 1 ạ. À, cả chu trình là đi qua đỉnh còn đường đi là qua cạnh đúng không? Không phải. Chu trình là đường đi, vừa nói xong. Chu trình là đường đi. Chu trình là đường đi. Nhưng nó phải thỏa mãn thêm gì là đỉnh đầu trùng đỉnh cuối. Như vậy chu trình và đường đi nó đều là dãy các đỉnh và cạnh xen kẽ cả. Còn việc chúng ta ký hiệu, chúng ta có thể ký hiệu đỉnh, cạnh, đỉnh, cạnh. Đấy là ký hiệu đầy đủ nhất. Hoặc là chúng ta chỉ ký hiệu cạnh, 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 cạnh. Còn đây cô chỉ ký hiệu là gì ạ? Đỉnh, 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 đỉnh. Thế nếu như ba cái ký hiệu thì các bạn thích cái ký hiệu nào? Đây nhá. Bạn nhìn nhá. Đồ thị nó hơi nhỏ một tí. Còn để chỗ cô viết bên này. Bây giờ đường đi 1 đến 2 đến 3 đến 4 đến 5. Đây là các ký hiệu mà chỉ toàn các đỉnh đúng không? Hoặc tập cô ký hiệu là gì ạ? Các cạnh thôi, nó đi qua các cạnh thì có cạnh gì ạ? 1 2. Có cạnh 2 3. Có cạnh 3 4. Có cạnh 4 5. Đúng không? Hoặc đúng như định nghĩa đường đi là dãy đỉnh và cạnh xen kẽ thì nó sẽ là đỉnh một này, rồi đến cạnh gì ạ, cạnh một hai này, rồi đến đỉnh gì ạ, đỉnh hai này, rồi đến cạnh gì, hai ba Ba. này, rồi đến đỉnh ba này,
rồi đến cạnh 3, 4 này, đến đỉnh 4 này, đến cạnh 4, 5 này, và đến đỉnh 5. Ba cái ký hiệu này các bạn thích cái ký hiệu nào? Nếu mà ký hiệu nhất em thích cái thứ hai. À, cái thứ hai. Thì các bạn thôi, các bạn ký hiệu cách nào cũng được. Tức là theo định nghĩa nhá, đường đi là dãy, đỉnh, xen kẽ. Nhưng đỉnh và cạnh phải là đỉnh cạnh của đô thị là ok. Thì nó là đường đi trên đô thị. Còn nếu đỉnh cạnh mà nó không thuộc trong đô thị thì nó sẽ không phải gì ạ, không phải đường đi trên đô thị thôi. Và theo đúng định nghĩa thì nó, người ta sẽ ký hiệu này, đỉnh cạnh, xen kẽ. Đây. Tuy nhiên là chúng ta thấy là ký hiệu như thế này là cũng không cần thiết đúng không? Chúng ta phải chỉ ký hiệu, bởi vì nhìn ký hiệu các cạnh chúng ta cũng biết được gì ạ. Đi hết cạnh này rồi đến cạnh này, rồi đến cạnh này, đến cạnh này. À, hoặc là nếu như mà chúng ta ký hiệu dãy các đỉnh không thì chúng ta biết đi hết đỉnh này. Thì và chúng ta biết ngay là gì ạ? Từ 1 đến 2 thì nó phải qua cạnh gì? 1, 2. Từ 3 đến 4 thì nó phải qua cạnh? 3, 4. Thì vậy nên là đây là theo định nghĩa. Nhưng mà cách ký hiệu này người ta thấy dài và dư thừa. Vì vậy nên là người ta mới gì ạ? Thông thường người ta hay ký hiệu theo cách 1 hoặc cách 2. Còn đối với chúng ta ký hiệu theo cách nào cũng được. Được chưa? Cách nào cũng được. Thế thì tùy bài toán. Tùy bài toán thì người ta sẽ ký hiệu. Nhưng mà thông thường người ta hay ký hiệu theo cách đầu tiên. Thông thường người ta hay ký hiệu theo cách đầu tiên. Ngắn hơn. Cái quan trọng là ngắn. Nếu mà biểu diễn thì chúng ta sẽ thấy là ngắn thì nó sẽ tiết kiệm bộ nhớ. Tất cả nó đều quy về về bài toán tối ưu hết. Tức là cái gì cứ rẻ, cái gì nhanh, cái gì cứ tốt. Đấy, thì thông thường là, và các bạn sẽ thấy là đường đi đa số cô đều ký hiệu cách đầu tiên nhé. Cô đều ký hiệu cách đầu tiên. Thế còn cách hiệu thứ hai, ok. Tí nữa Ole là chúng ta sẽ ký hiệu cách thứ hai đấy, cái thuật toán Floyd ấy. Thế còn ký hiệu cách thứ ba được không? Được, đúng không? Được hết. Thế đây thì chúng ta quay lại ví dụ của chúng ta nhá. 1, 2, 3, 4, 5 là đường đi không phải chương trình nhá. 1, 2, 3, 4, 5 là đường đi không phải chương trình. Được chưa? Nào, theo đúng định nghĩa phía trên. Các bạn xét cho cô xem là D1 này có phải là đường đi hay là chu trình Euler hay không? Ô chat nhá, có hay không nhá? Lần trước là chữ không nhiều rồi, mong là cái này là chữ C nhiều. Đấy, ngồi lần này toàn chữ C thôi. Tiếp đi ạ, có bạn nào chữ K không? Bạn Hiếu là chữ K. Chúng ta xem nhá. Thôi tất cả dừng lại ạ, không nhấn, không nhập vào ô chat box nữa. Thắng cũng K. Có phải là đường đi Euler hay là quy trình không? Thì chúng ta cứ xét đường đi đi ạ. Phải qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần. Và nhìn đồ thị chúng ta có mấy cạnh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cạnh đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cạnh. Đúng không? 2, 4, 6, 8, 9. Đây cũng 8 cạnh. Bây giờ chúng ta xem sao nó đủ các cạnh chưa? Và có cạnh nào bị lặp lại không? Cạnh 1, 2 nhá. Rồi này, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi này. 4, 2 này. 2, 5 này. 5, 4 này. 41 này, 45 này, đủ đấy chứ. D1 chúng ta đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần là gì? Đấy. Đấy thì có một là đúng là bạn làm đúng, hai là làm chữ C theo trào lưu. Và thứ ba là nhấn chữ C theo ý muốn của cô đúng không? Còn chữ K là các bạn không cẩn thận.
Nào, nắm được đường đi ô le chưa? Qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh đúng một lần, không cạnh là mình đập lại. Hoặc đường đi đơn qua tất cả các cạnh. Nhớ là đơn là một nhá, đa là nhiều. Và thông thường chúng ta sẽ tập trung vào, cạnh, số cạnh và loại cạnh. Đường đi đơn và đường cuống đi qua, không có cạnh là mình lặp lại. Tức mỗi cạnh chỉ tối đa một lần thôi. Rồi, còn đồ thị ơ le, nếu như tồn tại, chu trình ơ le. Và đồ thị nửa ơ le, nếu tồn tại, đường đi ơ le. Đây cho sẵn rồi đấy ạ. Cái đồ thị này là đồ thị nửa le. À, bây giờ có bạn nào lúc nãy vào muộn không nhỉ? Câu hỏi nguy hiểm. Cô đang hỏi là giải thích tại sao cái đồ thị đầu tiên này là đồ thị nửa le này. Đấy, tại sao lại kết luận được cái đồ thị? Đồ thị đầu tiên này là đồ thị nửa le. Câu này quá dễ hơn gì nữa. Đường đi ơ le. Bởi vì nó tồn tại đường đi ơ le đúng không? Đấy, còn đường đi nào thì nó sẽ gì ạ? Bạn có thể chọn một trong D1 hoặc là D2 hoặc là tự nghĩ ra một cái đường nó thỏa mãn cái điều kiện trên là xong đúng không? Nào, cái hình bên đằng này làm ô chát nhá. Đồ thị này cô cho trước là đồ thị ơ le. Các bạn giải thích cho cô tại sao nó lại là đồ thị ơ le. Tại sao cái đồ thị này là đồ thị này này nó lại là đồ thị ơ le thế thôi. À, đồ thị này nhá, tại sao nó lại là đồ thị ơ le nhá. Ô chát nhá. Hoài ơi, em có nhầm sang Hamilton không đây? Đấy. Các bạn đừng nghĩ là học trước mà tốt đâu ạ. Học trước nhiều khi càng nhiều kiến thức này càng dễ lẫn. Chúng ta mới học cái kỳ này lợi thế đúng không? Mà nếu cô nhớ nhầm thì lớp 03, 04 học chậm nhất đi nhỉ? Có phải 05, 06 chậm nhất đâu nhỉ? 04 cơ ạ, 04 chưa học đến mấy cái này.
Các bạn có nghe thấy mình nói không nhỉ? Có à? Cô đang thắc mắc vì sao mà ô chat của mình tự nhiên lại mất hết này nhỉ? Vẫn có mà cô. Cô ấn gì đâu? Ấn đi ạ. À? Hay là cô vừa bị out ra? Chà, nó ta được rồi. À chắc thế. Thì nó tự nào, lý do nhờ. Nó bị lót lại đấy. À, tại sao? Nhập mấy bạn nhập rồi nhập lại nhá, bởi vì là tự nhiên nó bị reset lại hết mà. Cô nhận được rồi, em gửi chưa? Rồi, mới được nhận rồi ạ. À. Xem nhá. 1 2 3 4 5 6 1 Bạn Viên, bạn ấy sát giúp cô rồi đấy. Làm sai. Tìm một cái đường đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần và quay trở lại đỉnh ban đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 là cái này. Bạn Thành cũng chưa đúng ạ. Bạn Thành thì có cạnh 4, 5 bị lặp lại rồi ạ. À đâu? Không phải 4, 5 à? Ờ cô ơi, gọi em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 4, 1. Nó có lặp lại một cạnh nào đâu cô? Có 10 cạnh à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cạnh. Nếu mà không bị cạnh nào đập lại mà qua 10 cạnh thì là đúng ạ. Thôi các bạn tự soát nhá. Rồi chúng ta đi tiếp này. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi. Sai rồi. Đấy, bảo vệ tư tưởng của mình nhiều khi người khác chỉ nhìn nhầm thôi. Nào, chép định lý và hệ quả vào. Là cái này chúng ta nhìn thấy rất là nhanh luôn. Cái này Euler chứng minh tính đầy đủ về toán học rồi. Chúng ta chỉ việc dùng thôi, không phải chứng minh. Định lý Euler. Nào chết xong chưa? Đồ thị vô hướng liên thông. Nó có cả có hướng nhưng mà có hướng thì là có hướng thì nó liên quan đến mỗi đỉnh cái bán bậc vào và bán bậc ra. Thế nhưng mà cái bài toán ở trên 7 cây cầu là Colimbus là đồ thị vô hướng thôi nên là thôi chúng ta cũng chỉ học gọi là cưỡi ngựa xem hoa để biết là có. Còn cần gì sau này các bạn đọc lại rất là nhanh luôn, bởi khi đã có nền tảng rồi thì nhớ lại cũng nhanh. Còn lại xóa lại không phải là đưa vào thùng rác mà lại là xóa ship đen này thôi, cái đấy cô không nói. Chép định lý và hệ quả vào nhá. 3 phút ạ. À, chụp ảnh màn hình ạ. Tôi viết thì cho nó nhớ. Toán mà. À,
Chụp rồi xong là về nhà vẫn viết lại anh em nhá. Chưa có vở, bây giờ đi ra ngoài mua vở cũng phải đi xa phết đấy ạ. Thế nhá, bây giờ nhìn lại này. Nào, chúng ta sẽ tính bậc cho cái đồ thị G bên này nhá. Bậc của đỉnh là số cạnh liên thuộc với nó này. Chúng ta thấy đỉnh 1 này, bậc chúng ta hay kêu là D hoặc là des, đúng không? Degree. Đỉnh 1 chúng ta sẽ có 3 đỉnh liên thuộc đúng không? Như bậc của đỉnh 1 sẽ là 3 này. Đỉnh 2 là 4 này. Đỉnh 3 này. Đỉnh 4 này. Đỉnh 5 này. Đỉnh 3 là chúng ta là gì ạ? 2 này. Đấy, như là học sinh lớp 1 luôn đúng không? Ở đỉnh 5 có 1, có 3 này mà cô. Rồi, thế nhìn đây thì chúng ta thấy gì ạ? Có hai đỉnh bậc lẻ là đỉnh 1 và đỉnh 5. Lại soi lại hệ quả thì chúng ta thấy làm sao? Khi vậy thì khi tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn như vậy, đồ thị này với bậc các đỉnh như này có thể là đồ thị Euler được không các bạn? Không đúng không? Có hai đỉnh bậc lẻ đúng không? Nên là gì ạ? Không là đồ thị Euler được, đúng chưa ạ? Thế có là đồ thị Euler được không? Không quá hai điểm đẻ là được đúng không? À, vậy thì nó là đồ thị Euler. Và theo chứng minh ấy, theo chứng minh các bạn xem vào trong giáo trình nhá, thì chúng ta sẽ có là đầu tiên là cái định lý. Đấy, thì nó sẽ dựa vào một cái kiến thức khác nữa. Thế còn hệ quả ấy, thì nó sẽ chứng minh dựa trên định lý và nó sẽ thêm một cạnh nối giữa hai cái đỉnh bậc lẻ. Và khi mà thêm một cạnh nối giữa hai đỉnh bậc lẻ thì nó đồ thị G1' của chúng ta sẽ trở thành đồ thị gì ạ? Toàn các đỉnh bậc chẵn thôi, tức là quay về định lý. Và như vậy sẽ tồn tại cái chu trình Euler. Và chu trình thì chúng ta lại vứt cái cạnh mà chúng ta thêm nối giữa hai đỉnh bậc lẻ đi thì chúng ta sẽ còn đường đi. Và cái đường đi này chắc chắn là hai đầu của nó là hai đỉnh bậc lẻ. Được chưa? Đường đi này sẽ có hai cái đầu là hai đỉnh bậc lẻ. Được chưa? Thôi. Như vậy chúng ta chú ý là bây giờ chưa nói gì thuật toán nhưng mà chú ý là như vậy chúng ta sẽ có là cái đường đi thì chúng ta chắc chắn là các bạn phải xuất phát từ đỉnh 1 hoặc là đỉnh 5. Đồ thị này chắc chắn là xuất phát từ đỉnh 1 hoặc là đỉnh 5. Được chưa? Còn nếu xuất phát từ đỉnh 2, 3, 4 thì không bao giờ các bạn dừng lại, không bao giờ tìm được cái đường đi.
nhá. Thế còn nếu mà cái đồ thị Ơ Le thì chúng ta sẽ thấy xuất phát từ đỉnh nào cũng được, bởi vì nó sẽ tồn tại một cái chương trình mà. Chương trình thì các bạn xuất phát từ đâu nó vẫn quay về đấy thôi. Rồi, nào. Viết thuật toán rồi nhá. Tại sao mà cô phải để thời gian cho các bạn viết, với rất nhiều bạn là chụp ảnh xong paste vào ô vào cái file word xong về nhà là thôi quên luôn. Bởi vì bản thân cô cũng hay như thế, nên là cô biết là sẽ có khoảng, chắc là khoảng 80% các bạn giống cô. Mà giống cái này thì không tốt tí nào, thì tốt nhất là viết luôn. Ngoáy đi ạ. Quy tắc thứ nhất là qua cầu rút ván, tức là qua cạnh nào thì chúng ta sẽ xóa cạnh này đi. Xuất hiện đỉnh cô lập nào thì cũng xóa nốt. À, quy tắc này gọi là quy tắc qua cầu rút ván này. Quy tắc thứ hai là chỉ qua cầu khi không còn cách nào khác. Cầu mà nếu bỏ nó thì đồ thị sẽ trở thành không lưu thông đấy ạ. Chỉ qua cầu khi không còn cách đi nào khác. Đấy, quy tắc 1 qua cầu rút ván. Quy tắc 2 chỉ qua cầu ấy không còn cách đi nào khác. Cô ơi cô, Ừ. cái đỉnh cô lập là cái đỉnh mà nó nằm một mình ở một góc mà không là có đỉnh cạnh có nào bậc nối mà vào không, nó. đúng rồi, đỉnh cô lập là đỉnh có bậc mà không, đỉnh treo là đỉnh có bậc mà một. Nhưng thực ra khi mà cô cài đặt cái ơ le này thì cô sẽ tính theo thành phần liên thông và cô không không quan tâm nó là đỉnh cô lập, chỉ quan tâm xem nó có phải cạnh cầu hay không thôi. Tức là cùng là ý tưởng đấy, nhưng mà cái cài đặt thì mỗi người sẽ có cách cài đặt khác nhau. Xong chưa?
Cô chỉ nhớ chắc chắn là IT 1, IT 2 thì học xong hết rồi. Học ôn rồi ạ. Đấy, cô nhớ là đợt trước Tết cô bảo còn một buổi sau Tết, nhưng mà do là sợ là chúng ta quên hết nên là sẽ để cái buổi cuối cùng này để ôn, để tổng ôn. Nên là cô sẽ dạy nhanh để dạy hết. IT06 chưa thấy học qua phần này thì bây giờ học. Học nhiều quá loãng lại còn không biết loại nội dung nào. Chúng ta mới học có khi lại là gì ạ? Lợi thế hơn đúng không? Bạn lớp 1, lớp 2 có khi học bây giờ quên hết rồi. Tết bình thường Tết 3 tuần đã trả hết chữ cô rồi. Đây là Tết này, Tết mấy tháng liền. Như mới cô ạ. Thì mới này đến lúc mà cô sẽ cố gắng là đến lúc mà thi kết thúc học phần, cô sẽ cho cái nội Em dung cái phần 3 này nhiều hơn. Để giữ âm bánh chưng cô ạ. bây giờ Em là sẽ bánh pin điện chưng gì? thoại mà. Bây giờ là Cô Vi bảo ngủ. Cô Vi bà sống trách nhiệm của cộng đồng. Ôi, quay lại bài nhá. Quy tắc này nhớ này, qua cầu rút ván, chỉ qua cầu với không còn cách đi nào khác. Bây giờ chúng ta áp dụng cái này trước tiên nhá. Đây cái hình này. Có cạnh lại quên mất không có đỉnh rồi. Chúng ta hiểu đây là 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Bây giờ nhìn lúc nãy chúng ta đã có rồi nhá. Đỉnh
một và đỉnh năm là bậc lẻ đúng không? Đây một và năm đỉnh lẻ. Bây giờ chúng ta xuất phát từ một cho hai đỉnh lẻ thôi. Giả sử cô xuất phát từ đỉnh số một nhá, được chưa? Xuất phát đỉnh số một này. Quy tắc thứ nhất là qua cầu rút ván đúng không? Đấy. Nên là xuất phát từ đỉnh số một này. Nhớ là tìm đường đi Euler thì phải xuất phát từ một trong hai đỉnh bậc lẻ nó có đúng không? Nên là bài này của chúng ta sẽ là chọn gì ạ? Phải xuất phát từ 1 năm. Giả sử là chúng ta xuất phát tại 1 nhá. 1, chúng ta có 1, 2, 1, 4 và 1, 5. Đúng chưa? Thôi chúng ta cứ đi dần dần thôi. Đi 1, 2 thôi. Test nhá. Đây. Có phải là cầu không? Không phải là cầu đúng không? Và không phải là cầu thì em sao? Theo quy tắc thứ nhất thì chúng ta đi nâu xóa đấy đúng không? Ok. Nên là chúng ta sẽ xóa, bỏ chữ ok này đi. Đây là văn nói đấy ạ. Đấy, quy tắc qua cầu rút ván, xóa tới 2. Vì vậy là chúng ta tới 2 và xóa cạnh 1, 2 nhá. Bây giờ chúng ta đang ở tại đỉnh 2 nhá. Đúng không? Tại đây này. Bình thường ấy là cô sẽ dùng cái bút để gạch. Được chưa? Như ở đây cô minh họa để xóa này, các bạn sẽ nhìn cho nó cảm giác xóa đi luôn, còn tí nữa thì cô sẽ dùng bút gạch sau. Tại đỉnh 2 nhá, chúng ta đang ở đây rồi ạ. Được chưa? Thì chúng ta có cạnh 23 này. Được chưa? 24 này và 25. Đúng không? 23, 24, 25. Thế chúng ta cũng xét từ nhỏ đến lớn thôi. Thế thì cạnh xét thì theo quy tắc thì chúng ta sẽ xét thành nhỏ trước, tức là xét cạnh 23 trước. Nó không phải là cầu đúng không? Đúng chưa? Vì nó không phải là cầu nên chúng ta cũng gì ạ? Tới đỉnh 3 và xóa xóa luôn cạnh 23 theo quy tắc số 1 qua cầu rút ván. Xong nhá. Đỉnh 3 rồi nhá. Thì bây giờ đấy, tại đỉnh 3 này thì bây giờ chỉ còn mỗi 3, 4 thôi. Nó là cầu đúng không? Đây là cầu đúng không ạ? Và theo quy tắc số 2 thì làm sao ạ? Chỉ qua cầu khi không còn cách đi nào khác. Nhưng vấn đề là còn cách nào khác không? Cái thằng đỉnh 3 đây là đỉnh treo rồi, nó không còn một cách nào khác. Nhưng không còn cách đi nào khác. Vậy theo quy tắc số 2 của chúng ta làm sao nhỉ? Cũng tới đỉnh 4 và xóa cái câu ấy thôi. Thậm chí là xóa nốt cả gì ạ? Đó. Rồi, xong. Rồi, đang ở 4 nhá. Chúng ta sẽ có cạnh gì nhỉ? 42, 41 và 45. Thì theo quy tắc thì chúng ta cứ xét cạnh nhỏ, thì chúng ta xét cạnh gì ạ? 41 trước nhá. 1 nhỏ hơn 2 và 5 mà. Thế thông thường xét 41, tất nhiên bạn xét 42 cũng được. Nhưng mà chúng ta xét 41 này. Đây phải là cầu không? Không. Vì vậy làm sao nhỉ? Đi và xóa theo quy tắc số 1 đúng không? Theo quy tắc số 1 là đi và xóa nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đang tại đỉnh 1 nhá. Chưa? Thì chỉ còn mỗi cạnh 1 năm thôi đúng không? Đấy. Rõ ràng đây là cầu rồi, vì xóa thì đồ thị sẽ trở thành không liên thông. Vì vậy là chúng ta gì ạ? Nhưng không còn cái nhiều khác, vì vậy chúng ta vẫn gì ạ? Đi và xóa thôi.
Bao giờ xóa hết thì chúng ta dừng lại, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đang ở đỉnh 5 nhá. Đây, 5 đây. Có 5, 2 và 5, 4. Rồi. Thì thôi, cứ xét đỉnh não được. Nhưng mà chúng ta cứ xét từ nhỏ lớn đi ạ. Thì xét 5, 5, 2 nhá. Có phải là cầu không? Không phải là cầu đúng không? Vậy theo quy tắc 1 của chúng ta đi và xóa thôi. À, rồi, tới 2 rồi nhá. Đây là cầu, rõ ràng là cầu rồi, nhưng không còn cách đi được khác, vì vậy sao? Đi và xóa thôi. Chúng ta sẽ tới tới 4 đúng không? Và còn lại, nốt cái còn lại. Đấy, gần hết rồi đấy. Còn mỗi gì ạ? 4, 5 thôi. Cái không phải là cầu và cái là cầu, thấy khác nhau là mấy? Bài này nó không khác, bài khác nó sẽ khác. Thôi, xóa nốt xong. Lưu lại nhá, hết zoom là nó sẽ cái dữ liệu đi lưu zoom này nó sẽ mất đi nhá, không còn đâu ạ. Rồi xong nhá. À, bây giờ nhìn xem là cái này có phải đồ thị leng nhỉ? Chẵn này. À, chúng ta sẽ tìm cái chu trình le ở cái ví dụ này luôn nhá. À, cô lấy cái bút. Lần này cô nói cô không viết nữa nhá. À, chúng ta xuất phát từ đỉnh A nhá. Rồi các bạn, bài trước chúng ta dừng lại, tập trung vào đây. Đường đưa le mà có đồ thị mà có hai điểm bằng lẻ thì bắt buộc phải xuất phát từ một trong hai điểm bằng lẻ nếu có. Cái này liên quan đến phần chứng minh. Và cô thì cô không hướng dẫn các bạn chứng minh. Thì mấy cái bài chứng minh này thực ra đối với các bạn đại học còn đau đầu chứ đừng nói đến chúng ta. Thế là chúng ta nắm được, áp dụng được, tốt rồi. Dạ. Và chứng minh cái điều kiện cần đồ thị là đồ thị Euler ấy thì dựa vào một cái lý thuyết khác thì các bạn có đấy. Thế còn nếu mà chứng minh cái hệ quả ấy, thì lại dựa vào định lý. Tức là dựa trên là đồ thị Euler tất cả các đỉnh bậc chẵn và là đồ thị Euler, tức là sẽ có tồn tại chu trình Euler và chúng ta thêm cạnh rồi chúng ta bớt cạnh. Và như vậy thì nói chung là các bạn sẽ phải, nếu là tìm đường đi le có hai điểm bằng lẻ thì bắt buộc phải xuất phát từ một trong hai điểm bằng lẻ nếu có. Nó xuất phát từ đỉnh bậc lẻ này thì nó sẽ kết thúc tại đỉnh bậc lẻ còn lại. Thế còn nếu là tìm chu trình le thì xuất phát từ đỉnh nào cũng được. Cái này là do cái phần chứng minh thôi, lúc nãy cô nói qua một lần rồi. Các bạn xem cái ô chat nãy của cô nhá. Nào, tất cả bài trước chúng ta dừng lại nhá. Bây giờ chúng ta thử tìm một cái chu trình le. Lần này cô không viết nữa, mà cô sẽ chỉ nói thôi, được chưa? À, chúng ta nhìn này, chúng ta xuất phát từ đỉnh nào được. Giả sử cô cứ từ nhỏ lớn, cô xuất phát từ đỉnh A nhá. Thì ở đây chúng ta A này, AB nó không phải là cầu đúng không các bạn? Đi và xóa. Được chưa? Đi và xóa nhá. Rồi, tới B này và xóa cạnh AB này. Tới B và xóa cạnh AB rồi. Bây giờ B nhá, thì chúng ta sẽ có BC, BG và BH. Thì chúng ta cứ xét từ nhỏ đến lớn, chúng ta sẽ xét BC, được chưa? Đấy, chúng ta tới C và chúng ta xóa. Ở đây để cô ghi một cái này, hai cái này để biết là gì ạ? Cái này là chúng ta sẽ xóa lần đầu, xóa lần cái cạnh thứ hai ở trong lần chúng ta đi để tí nữa đưa kết quả lại cho nó dễ.
Còn trước thì các bạn ghi ra giấy rồi thì kết quả kết luận cái đường đi le nó dễ luôn. Rồi, tới C rồi nhá, xóa BC rồi nhá. Chúng ta vẫn học quy tắc 1 qua cầu rút ván đúng không? Tới C rồi này. Có CD, CE, CF, cả ba cái này đều không cái nào là cầu hết. Vậy là chúng ta cứ xét từ nhỏ đến lớn, chúng ta xét CD. Không phải là cầu thì đi. Đi thì qua cầu rút ván thôi. Đến D thì chúng ta xóa cạnh CC, CD. Rồi chúng ta lại xét DF. Cái này DF có phải là cầu không? Có đúng không? Bởi vì nếu mà xóa nó thì D sẽ thành cô lập. Đấy, đồ thị trở thành không liên thông. Nhưng mà không còn cách đi nó khác, vì vậy là gì ạ? Xóa thôi. Nhá. Đến F và xóa DF nhá. F thì chúng ta sẽ có gì ạ? Bình thường chúng ta xét FC đúng không? FC có phải là cầu không? Không đúng không? Vì vậy là chúng ta đi và xóa, đi đến C và xóa FC. Rồi CE là cầu, vì vậy là chúng ta sẽ đi đến E và chúng ta xóa CE. Đúng chưa? Tiếp này, đến E rồi này. Đây là cầu đúng không? EF là cầu nhưng mà không còn cách lưu khác, vì vậy chúng ta đi đến F và chúng ta xóa. Rồi F rồi nhá. Đúng rồi đấy ạ, qua cầu rút ván đi đâu xóa đấy. FG này. Đấy là cầu không cách lưu khác, vậy chúng ta đi tới G và chúng ta xóa. Đấy chưa? Tới G rồi này. G rồi nhá. À, chúng ta có GB không phải là cầu đúng không? Vì vậy làm gì? À có GA và GB. GA, GB, GH. Nào, chúng ta xét GA có được không? À chỗ này ạ, nhìn nhìn nhìn. Chúng ta xóa hết A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, E, E, C, C, F và F, G rồi. Nào, bây giờ chúng ta xét GA. Xét GA có xóa được không? Ồ, chính xác ạ. GA đây là cầu ạ. Và chúng ta theo quy tắc thứ hai, chỉ qua cầu khi không còn cách điều khác. Chỉ qua cầu khi không còn cách điều khác. Vì vậy, trong trường hợp này ở đây, chúng ta xét GA nhé. Xét GA thì GA là cầu. Được chưa ạ? Cô ghi ở ô chat nhá. Tại G nhá, thì xét GA này. Đây là cầu, đúng không? Vì xóa nó đồ thị trở thành không liên thông mà. Do nó là chúng ta gì ạ? Không đi. Không đi, xét cạnh khác. Vậy chúng ta sẽ xét tiếp là gì ạ? Xét GB có được không các bạn? Được, GB có phải là cầu đâu, đúng không? À, không phải là cầu, vì vậy là chúng ta lại theo quy tắc 1 nhá. Quy tắc 1 là gì ạ? Tới B và xóa thôi. Đấy, giống lúc nãy, đúng không? Cạnh thứ 9 đúng không? Số 9 này, đây cô ký hiệu toàn là mã cho nó khác đấy ạ. Không, các bạn ghi số 1, số 2, số 3, số 4 nhưng cũng được, tùy các bạn thôi. Rồi, tới B và xóa GB nhá. BH của chúng ta là gì ạ? BH là cầu. Nhưng mà không còn cách đi nào khác, vì vậy cũng gì ạ? Xóa luôn. Tới đi H và xóa B. Xóa HB và xóa B luôn. Rồi HG cũng tương tự nhá. Đấy, là cầu với không còn cách đi nào khác, vì vậy chúng ta tới G và chúng ta xóa HG và xóa cả H luôn. Cuối cùng là GA thôi. Ok, đã xong, xóa đã xóa sạch rồi. Bây giờ dựa vào cái xóa này nhá, thì chúng ta sẽ có làm sao nhỉ? Kết quả của chúng ta là chu trình Euler sẽ là gì đây? A này, các bạn liệt kê cạnh cũng được và đỉnh cũng được nhá. Nhưng thôi cô cứ liệt kê đỉnh, bởi vì đỉnh nó ngắn hơn. A đến cái cạnh thứ nhất là cạnh AB này, rồi đến C này, rồi đến D này. Đây, các bạn nhìn theo cái ký hiệu cô này. Đấy, 1, 2, 3 này. Rồi tiếp là gì ạ? DF này. Đấy, 4 rồi đến 5 là C này. Rồi 6 là CE này. E này. 7 này. EF này. F này. 8 là G này. FG này. 9 là B này. GB này. 10 là BH này. 11 là HG này. Và cuối cùng là
Chưa? Dựa theo cái hả? Nếu mà bây giờ mình chọn xuất phát từ điểm G ấy, thì mình lấy GA được không? Được, nếu xuất phát từ G thì thông thường chúng ta xét này, chúng đã xét GA trước. Thì là cái cạnh đầu tiên là sẽ bị xóa, bị quy tắc một qua cầu rút ván của chúng ta sẽ là GA, rồi đến AB. Đúng rồi ạ. Tìm chu trình thì xuất phát từ đỉnh bất kỳ, bởi chu trình các bạn thấy là nó theo dạng hình tròn đúng không? Các bạn xuất phát tại một cái đỉnh nào đó trong chu trình, cuối cùng chúng ta vẫn phải quay lại đỉnh đó thôi. Thế còn nếu mà đường đi thì khác nhá. Đường đi thì khác. Và nó liên quan đến cái phần chứng minh thì bổ cái hệ quả. Đấy, nên các bạn cứ nhớ thôi là nếu như mà có hai đỉnh bằng lẻ thì sẽ xuất phát từ đỉnh bằng lẻ này và sẽ kết thúc tại đỉnh bằng lẻ còn lại. Nghĩa là theo cái quá trình xóa này của chúng ta. Rồi. Nào, bạn nào có chụp thì chụp lại đi. Nhưng mà cái này nhớ là nốt lại cái chỗ GB nhá. Nó khác ở cái lúc mà xét GA không được đấy ạ, thì chúng ta lại phải dịch sang GB hoặc là GH. Như thông thường là chúng ta xét từ nhỏ đến lớn như vậy, chúng ta sẽ xét đến GB trước. Rồi nhá, chúng ta nghỉ giải nào 5 phút xong là để chuyển sang Hamilton nhá. Nào, chúng ta minh họa vào trong cái ví dụ này nhá. Xuất phát từ đỉnh nào bây giờ nhỉ? Chúng ta lớp 2, chúng ta xuất phát từ đỉnh B nhá. Thì nhớ này, các bạn nhớ với tôi này. Đồ thị vô hướng này, liên thông G là đồ thị Euler khi chỉ ghi tất cả các đỉnh của nó đều có bậc chẵn. Và đồ thị Euler thì nó sẽ có chu trình Euler. Chu trình là đường đi mà có đỉnh đầu trung đỉnh cuối. Vì vậy đối với đồ thị Euler chu trình nên là các bạn xuất phát từ đỉnh nào cũng được, đúng không? Đồ thị mà toàn bậc chẵn thì chúng ta xuất phát từ đỉnh nào cũng được. Thế còn liên quan đến chứng minh cái hệ quả này, chứng minh cái hệ quả mà đối tượng các bạn tôi không yêu cầu chứng minh, các bạn nắm được thôi. Thế nhưng mà liên quan đến chứng minh ấy thì trong trường hợp mà đồ thị nó có hai đỉnh bằng lẻ ấy, thì người ta chứng minh bằng cách người ta sẽ thêm cái cạnh nối giữa hai đỉnh bậc lẻ đó. Và khi mà thêm cạnh nối giữa hai đỉnh bậc lẻ thì lập tức đồ thị trở thành diện đồ thị G phẩy đấy, nó sẽ trở thành đồ thị toàn các đỉnh bậc chẵn và nó trở thành đồ thị Euler và nó chứa chu trình Euler. Và với cái chu trình Euler đấy thì người ta lại vì cái cạnh mà thêm vào, bây giờ chúng ta bỏ cái cạnh đấy đi khỏi cái chu trình Euler đi, thì nó lập tức lại trở thành đường đi Euler. Và cái đường đi đấy thì chúng ta thấy hai cái đầu của cái đường đi ấy, thì nó chính là hai cái đỉnh bậc lẻ, bởi chúng ta thêm vào chúng ta lại bỏ đi mà, thì nó chính là hai đỉnh bậc lẻ. Vì vậy các bạn sẽ nốt bên cạnh cái hai quy tắc này, hai quy tắc này, thì các bạn lại nốt thêm một điều nữa là gì ạ? Nếu như đồ thị của chúng ta nhá, chưa, thì nó sẽ gì ạ? Tìm đường đi Euler này thì sẽ xuất phát từ gì ạ? Từ một trong hai đỉnh bậc lẻ nhá. Xuất phát từ một trong hai đỉnh bậc lẻ. Và xuất phát từ đỉnh bậc lẻ này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ kết thúc ở cái đỉnh bậc lẻ còn lại. Chắc chắn là điều đấy. Tại vì do cái gì chứng minh của chúng ta ấy ra. Bây giờ chúng ta chọn, ví dụ chúng ta chọn xuất phát từ đỉnh B nhá, không chọn A nữa, các đỉnh B. Thế bây giờ đỉnh B này thì chúng ta sẽ nhìn này. Đỉnh B của chúng ta nhá, đỉnh B này. B thì chúng ta sẽ có là các cạnh, vì nó có thể đi theo B đến A.
B đến C, B đến G, B đến H, 4, 4 cạnh đúng không? 4 cạnh. Thế thì vấn đề là chúng ta sẽ, nếu mà xét đi từ nhỏ đến lớn thì chúng ta sẽ xét gì ạ? Xét BA trước. Xét BA trước, được chưa ạ? Ở đây trong bài ví dụ này là toàn đỉnh bậc chẵn nên chúng ta xuất phát từ đỉnh nào cũng được. Và chúng ta sẽ giả sử là gì ạ? Xuất phát tại B nhá. Thế thì xét tại B này thì chúng ta sẽ xét cái cạnh theo thông thường chúng ta xét từ nhỏ đến lớn nhá, tức là chúng ta sẽ xét cạnh BA. Và nhớ hai quy tắc là gì ạ? Qua cầu rút ván, chỉ qua cầu chứ không còn cái gì là khác. Cầu là cạnh mà nếu bỏ nó thì đồ thị sẽ từ liên thông trở thành không liên thông, được chưa? Hệ quả của nó là nó sẽ tăng số thành phần liên thông lên. Thế bây giờ xét tại B, chúng ta thấy BA có phải là cầu không? Không phải là cầu, bởi vì bỏ nó thì đồ thị vẫn liên thông bình thường đúng không? Và không phải là cầu thì chúng ta theo quy tắc 1 thôi, tức là qua cầu rút ván đúng không? Thì chúng ta sẽ tới đỉnh gì? Tới đỉnh A rồi, rút ván thôi. Thì chúng ta sẽ gì? Xóa cạnh BA đi. Đấy, áp dụng quy tắc 1 bước này xong. Bây giờ chúng ta tới A rồi nhá. Đúng không? Tức là chúng ta xét tại A này. Thì lúc này là chúng ta sẽ tại A rồi nhá. Thì chúng ta sẽ có là từ A sẽ tới gì ạ? Chỉ có mỗi A đi G thôi. Nên là nó là cầu đúng không? Nếu vì nếu bỏ nó thì đồ thị sẽ trở thành không liên thông. Nhưng mà còn cạnh nào khác không các bạn? Thế rồi. Vì vậy nên theo quy tắc 2 đúng không? Đúng không? Và theo quy tắc 2 thì bắt buộc chúng ta phải đi. Và đi thì chúng ta lại gì ạ? Qua cầu rút ván thôi. Không còn cách điều khác, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng quy tắc 2 ở đây. Thì chúng ta sẽ tới G và xóa AG theo đúng quy tắc 1. Chưa? Bây giờ chúng ta tới G rồi nhá. Tới G thì chúng ta sẽ có các cách đi nào nhỉ? Chúng ta sẽ có GH này, GB này và GF này, được chưa? GH, GB, GF. Thế thì vấn đề là nếu theo từ nhỏ đến lớn thì chúng ta sẽ ưu tiên xét gì ạ? Cạnh GB trước đúng không? Thế GB này có phải là cầu không các bạn? Không đúng không? Đã không phải là cầu thì chúng ta làm sao? Dụ quy tắc 1 là chúng ta in đâu xóa đấy đúng không? Vậy chúng ta sẽ tới B này và xóa rút tán thôi. Đấy. Rồi tương tự nhá. Tới B rồi này, tương tự tới B thôi, vô công gì nữa nhá. Tới B nhá, các bạn tập trung vào đây ạ. Tới B thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Tới B chúng ta sẽ còn này. Lúc này BA xóa rồi, BG xóa rồi, chúng ta còn BC và BH, BC và BH. Thế BC, chúng ta thông thường xét từ nhỏ lớn, chúng xét BC trước. Thì chúng ta thấy BC có phải là cầu không? Không đúng không? Vì vậy nên là gì? Không phải là cầu thì theo quy tắc 1 luôn. Tức là qua cầu rút ván, nên chúng ta sẽ tới B và xóa BC, được chưa? Tới B và xóa BC đúng không? Rồi chúng ta tới C rồi nhá. Tới C thì lúc này chúng ta sẽ có các cái cách đi này, CD, CE và CF. Thì chúng ta sẽ ưu tiên xét CD trước. Thì chúng ta thấy là nó cũng không phải là cầu đúng không? Mà không phải là cầu thì chúng ta làm sao? Xóa thôi, đi và xóa đúng không ạ? Thế tới D rồi nhá. Tới D thì lúc này DF là cầu đúng không ạ? Nhưng mà không còn cách đi nào khác, vì vậy chúng ta cũng vẫn gì ạ? Cũng vẫn đi và xóa thôi. Thế tới F rồi nhá. F thì chúng ta sẽ có gì ạ? FC và FE. Thì chúng ta đi thế này. FC FE này có phải là cầu không? Cũng không phải là cầu, vì vậy chúng ta cũng vẫn thoải mái thôi. Chúng ta ví dụ xét ưu tiên xét FC trước thì chúng ta sẽ đi và xóa. Thế đến FC rồi ạ. Đến C rồi ạ.
thì chúng ta sẽ có CE. CE là cầu nhưng không còn cách nêu khác, thì vậy chúng ta vẫn đi và xóa thôi. CE là cầu nhưng không còn cách nêu khác, thì vậy chúng ta vẫn tới E và chúng ta rút 8 E CE. Tới E rồi tương tự FCE, FE, EF cũng thế. Chúng ta thấy là cầu nhưng không còn cách nêu khác, thì vậy chúng ta vẫn đi và xóa. Tương tự G, FG cũng thế ạ. Lúc này còn GH, GH cũng không phải là cầu. Nhưng chúng ta cũng gì ạ? Đi và xóa thôi. À, GH là cầu ạ, bởi vì chúng ta sẽ, cái G nó sẽ thành đỉnh cô lập và đồ thị trở thành không liên thông. Cuối cùng là HB đúng không? Ô 12 cạnh rồi. Rồi, bây giờ nhìn lại kết luận chúng ta sẽ có gì nhỉ? Cái chu trình Euler thu được sẽ là gì đây? Theo thuật toán của chúng ta sẽ gồm là gì ạ? Từ B này, tới A này, tới gì ạ? G này, tới B này, tới C này. Đây chúng ta nhìn đây ạ. B nhá, tới A nhá, tới G nhá, tới B nhá. Rồi, tới C nhá. Rồi, đến D. D rồi đến F. F rồi đến E. À, F rồi đến C ạ. Đấy, C rồi đến E. E rồi đến 8 rồi đến 9 là đến F này. 9 rồi đến 10 là đến G này. 10 rồi đến 11 này là đến H này. 11 rồi đến 12 này là tới B này. Ok, nốt lại đi ạ. Đấy, mấy bạn gửi kết quả là đúng rồi đấy ạ. Cô ơi, cái này cô up lên lớp chưa? Rồi. Đấy mà lúc đầu đã nói là không chịu lấy bài ở trên Google, bây giờ vẫn cứ hỏi thế. Up từ mấy tuần trước rồi. Bởi vì là cô cũng sợ là các bạn sẽ để quên, giống các bạn ở lớp ở trường cô thì để ở ký túc xá, và khi đã làm khu cách ly thì tất nhiên là không thể quay về lấy đi tài liệu được. Lập tức là không có giáo trình để học. Vậy thì thông thường là cô sẽ đẩy cái bản mềm lên cho các bạn. Thì ở trong cái lớp mới nhá, lớp cũ thì chắc là nó sẽ ở giữa giữa, tùy theo lớp. Thế còn lớp mới, theo cái Google Classroom của lớp mới thì nó sẽ là cái bài đầu tiên. Nó là cái file đẩy lên đầu tiên. Cái đề cương slide này. Đấy thì cái lúc đầu giờ cô còn mở ở trên web cho các bạn. Đấy thì cả cái đề cương mà các bạn in ra bản cứng nhé. Nhưng mà đây nó sẽ là bản mềm. Rồi các cái bài giảng slide đấy ạ, đều có ở trên hết rồi. Đấy là cái bài đầu tiên để cho các bạn ôn lại, mấy tuần để ôn lại. Thế còn cái trên cái classroom của cái lớp mới thì cái material mới của chúng ta là cái cô mới đưa lên hôm qua thôi. Thông thường cô hay đêm đưa lên vào ngày chủ nhật. Thì là thuộc cái nội dung kiến thức của bài hôm nay.
Đấy, nếu mà chúng ta học chậm ấy thì bài test quiz này sẽ để cho các bạn làm xong đầu buổi sau chúng ta sẽ chữa. Để cái buổi đầu tiên này chúng ta còn ôn lại nữa nên nó sẽ chậm hơn. Đấy nhá, tránh trường hợp của bạn Thao nhá. Chúng ta không hỏi về tài liệu nhá, tài liệu có hết rồi. Lớp mới, các bạn vào lớp mới thì làm bài đầu tiên. Rồi, ghi xong chưa? Đấy, đồ thị Hamilton là đồ thị chứa chu trình Hamilton và đồ thị nửa Hamilton nếu mà nó chứa diện đường đi Hamilton. Rồi, giống như lúc nãy nhá, các bạn chỉ cho cô xem nào, cái hình này này, hình đầu tiên này này, nó là đồ thị nửa Hamilton vì sao? Đây, cái hình đầu tiên này. Yeah. Là đồ thị nửa Hamilton vì sao? Ô chát nhá. Đúng rồi, vì nó có đường đi Hamilton là đường đi nào phải chỉ ra rõ chứ đúng không? Theo định nghĩa là vì nó có chứa đường đi Hamilton nên nó là đồ thị nửa Hamilton. Nhưng vấn đề đường đi Hamilton đấy là đường đi nào? Ba, bốn, năm, một, hai, được chưa các bạn? Được. Thế có bạn chọn là 1, 2, 5, 4, 3 được không? Được. Cứ miễn làm sao nó qua tất cả các đỉnh và mỗi đỉnh đúng một lần là ok, đúng rồi. Nào, câu thứ hai. Cái hình thứ hai này của cô nhá. Được chưa? Nó là đồ thị Hamilton. Ủa, tại sao? Tại sao nó là đồ thị Hamilton? Chát 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 ô chát nhá. Bạn Thắng là rất là chuyên nghiệp đấy ạ. Bạn ấy gửi private. Gửi này là rất là đúng ý cô đấy ạ. Bởi vì này thì các bạn khác vẫn có thời gian và nhập được cái quyết định riêng của mình. Mỗi tội là đây là cô đang share toàn bộ nên là các bạn sẽ nhìn thấy thôi, chứ bình thường cô share mỗi cái slide thì các bạn sẽ không nhìn thấy kết quả. Nào, cái hình thứ hai nó là đồ thị Hamilton. Tại sao? Là chu trình là đồ thị Hamilton phải chứa chu trình Hamilton chứ Thao. Bởi vì nó có chứa gì ạ? Chu trình Hamilton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 đúng không? Rồi nhá, nắm được định nghĩa rồi nhá. Nào kiểm tra cho Hamilton thì thực ra dùng định nghĩa thôi, còn thuật toán thì nó là cái n trừ một giai thừa. Thế còn các thuật toán kia thì nó khó. Thế thôi chúng ta cứ dùng định nghĩa thôi nhá. Nào kiểm tra cho cô ạ, nó chỉ qua các đỉnh mỗi đỉnh đúng lần thôi. Đây có phải đồ thị Hamilton không hay nửa Hamilton không và tại sao? Đồ thị này có là đồ thị Hamilton hay nửa Hamilton không? Tại sao?
chat nhá, chat bóc nhá. Nửa Hamilton đúng rồi đấy ạ. Bạn nào trả lời nửa Hamilton thì giải thích luôn đi. Đưa ra cái đường đi Hamilton đi. Có rất nhiều đường nha, chúng ta chỉ cần đưa ra kết quả đúng thôi. Không phải là kết quả của mình không giống bạn mà bạn sai mình đúng hay là mình sai bạn đúng nha. Có thể tất cả cùng đúng, nhưng mà cũng có thể tất cả cùng sai. Một, hai, ba, sáu, chín, tám, bảy, bốn, năm. Đúng ạ? Được. Ui, sao quạt hoài sao dài thế? Có nhầm sang le không? Hoài, có bị nhầm sang le không? Chúng ta đồ thị chúng ta chỉ có 9 đỉnh thôi mà. Đấy, đây là bộ xử lý của Hoài đang có vấn đề rồi ạ. Hamilton, Ionia hơi bị nặng một chút, dễ nặng. Đúng rồi, nhưng một cái là đỉnh, một cái là cạnh. Hamilton là đỉnh, còn Ionia là cạnh. Ionia thì có đầy đủ về mặt toán học rồi, Hamilton thì không. Hamilton đi tới cả đỉnh. Ứng dụng của Hamilton nhiều hơn Ionia rất là nhiều. Ngày trước khi cô học đại học ấy thì nó chỉ là Hamilton thôi, hoặc cùng nắm là bài toán người đưa hàng ở trên wiki hoặc trên một số trang trên internet ấy. Xong về sau ấy thì tự nhiên lại thành bài toán người đưa hàng Trung Hoa. Không hiểu vì sao Trung Quốc cái gì cũng đưa đến Trung Quốc vào, rất là nhiều những cái rất là vô lý và oái oăm. Những cái đều là của phương Tây hết nhưng mà đều gộp vào. Vậy như những bạn học tiếng ấy thì cứ cẩn thận, bởi vì nhiều khi nó Trung Quốc nó hay có chiến dịch Trung Quốc hóa. Nào, mò tiếp nào. Được 24. Đây chúng ta chỉ mò thôi, nghĩa là nó là nửa Hamilton đấy ạ. Nào, bài test quiz nhá. Lớp mình nào, danh sách nào. Lặng thế.
Nào Nguyễn Thế Anh, câu đầu tiên. Dạ Yên. Thế Anh nha anh em. Thế Anh có không đây? Nào gọi tên đến bạn nào, bạn ấy bật cam lên trả lời nhá. Thế Anh không thấy à? Biên có à? Câu một em. Em lại Văn Biên này. Đúng rồi, câu 1. Câu 1. Đường đi qua tất cả các cảnh, mỗi cảnh chỉ qua duy nhất một lần. Đúng rồi. Anh chọn đáp án 1, 2, 3, 2, 4. Đáp án 4 ạ. Dễ quá rồi đúng không? Cảm ơn các bạn. Chuẩn rồi ạ. Tiếp bạn thứ hai. Trung, Nguyễn Văn Trung, câu số 2. Có ạ. Câu số 2 em. Chu trình lặp lại cạnh và không lặp lại đỉnh ạ. Chu trình đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh một đỉnh. Đáp án 1 của. Đúng rồi, ơ le là chu trình qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh duy nhất một lần. Không lặp lại đỉnh là sai đúng không? Đúng. Qua tất cả các cạnh thì đúng rồi, nhưng mà sao? Thiếu một ý. Lặp lại cạnh thì chắn là sai rồi, đáp án 1 là chính xác rồi. Nào tiếp. Bạn Cường ạ. Không có điều kiện để một đồ thị vô hướng có chu trình ơ le là Cái này là định lý hay hệ quả đi em? Hệ quả ạ. Định lý hay hệ quả? Định lý. Đúng rồi. Đáp án là gì đây? Đúng. Đồ thị liên thông là ba. Là đồ thị liên thông và mọi đỉnh đều có bậc chẵn ạ. Đúng rồi, đồ thị vô hướng là đồ thị ơ le khi và chỉ khi có gì ạ? Tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn. Bậc chẵn đáp án 3 là đúng, chính xác rồi. Định lý nhá. Đã. Một tiếp câu 4. Dũng. Hoàng Anh Dũng. Dũng có không? Không à? Đức Đại ạ. Có. Em cái bật mic. Rồi. Câu số 4. Câu số 4. Điều kiện để bộ đồ thị vô hướng đi yêu lên là đồ thị có ý nghĩa về này. 3 cô. Bạn nào có ý kiến khác thì cứ nhấn vào ô chat nhé. Sau khi bạn trả lời thì các bạn được trả lời thoải mái, được chưa ạ?
À, chúng ta xem đáp án của bạn nhá. Đây là dùng định lý hệ quả à, bạn Dũng? Dạ. Dùng hệ quả. Đúng rồi, dùng hệ quả. Mọi đỉnh đều có bậc chẵn. Cái này là hệ định lý rồi đúng không? Không cần thiết, chỉ cần có không quá hai đỉnh bậc lẻ là được. Đồ thị liên thông thì chắc chắn là đúng rồi, nhưng xem như nó chưa đủ. Ừ, cái này chắc là do lỗi cô soạn thảo ạ. Đáp án 3 là đáp án đúng ạ. Nào, câu số 5 bạn tiếp theo. Đức Đại đâu nhở? Có ạ. Câu số 5 em. Câu số 5 là đáp án 2. Cái này là không có trong cái chúng ta học nên chúng ta chỉ suy đoán thôi. Và xem bạn suy đoán như thế nào ạ. Trên đồ thị có hướng thì chúng ta sẽ thay bởi gì ạ? Bán bậc vào và bán bậc ra. Thay những cái trước tiên, những cái bậc mà nói không chuẩn thì chúng ta loại bỏ trước đi ạ. Như vậy là chúng ta sẽ còn cái thứ tư đúng không? Đấy. Với thuật ngữ cái bậc này là nó dùng cho đồ thị vô hướng. Vậy nên là chỉ xét đến cái thứ tư là thuật ngữ đúng thôi. Đây là suy đoán nhé. Rồi, cảm ơn bạn. À, câu số 6. Đông. Dạ có ạ. Em vô câu 6 em chọn câu 1 ạ. Chu trình qua tất cả các đỉnh, một đỉnh duy nhất một lần. Rồi, cứ theo gì ạ? Một là chúng ta cứ dựa theo cái định nghĩa, định lý, hệ quả áp vào. Hai là chúng ta loại trừ. Thực ra nếu như trắc nghiệm, loại trừ là phương pháp cực kỳ hiệu quả. Trong khi mà chúng ta chưa nắm chắc về cái phần kiến thức đó thì chúng ta sẽ dùng phương loại trừ. Thì ở đây là bạn nắm chắc rồi nên là bạn gì ạ? Bạn không cần phải loại trừ. Ôi, câu số 7. Trung Đức đâu nhở? Em ạ. Câu em chọn đáp án 3. Đúng rồi, dựa theo ấy thôi. Bạn nào vừa nhấn vô chat đây. Minh Hiệp. Có ạ. Câu này mất thời gian hơn đúng không? Đồ thị có cạnh 12, 14, 23, 24, 34, 35, 36, 45. Đồ thị vô hướng nhá. Xem là nó là đáp án nào trong đáp án dưới. Nó là chỉ là Euler hay là chỉ là Hamilton, hay vừa là Euler vừa là Hamilton, hay là không là Euler cũng không là Hamilton. Cái này cách hướng, cách làm em làm như nào ạ? Cách làm là cũng... Nếu là em sẽ làm như nào? Em dựa vào hệ quả của định lý của Euler. Ừ, muốn thế thì lại phải tính gì ạ? Bậc đúng không? Bậc của nó. Đáp án 3 rồi ạ. Làm sao lại chọn được là đáp án 3? Hamilton thì dễ rồi đúng không? Chúng ta nhìn là có gì ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có 6, 1. 6 là đỉnh treo. Vậy làm sao nó là đồ thị Hamilton được em?
6 là đỉnh treo đấy ạ. Nó không thể là đồ thị Hamilton được đúng không? Các bạn nhìn nhé. Đồ thị này có 6 đỉnh nhá, 1, 2, 4, 5, 6 nhá. Thì chúng ta thấy đỉnh 6 là nó chỉ có bậc là 1 thôi. Nó chỉ có cạnh 3, 6 thôi. Nhưng 6 là mình treo như vậy. Nó không thể là đồ thị Hamilton được. Cùng lắm nó là đồ thị nửa Hamilton. Quả thực nó là đồ thị nửa Hamilton. Như vậy thì chúng ta đã loại trừ được 1 và... À sorry, đáp án 2 và đáp án 3 rồi đúng không? Bây giờ chỉ cần tính bậc của các đỉnh để chúng ta sẽ biết ngay được là gì. Có phải early hay không thôi. Đỉnh 1 có bậc là mấy đây? 2. Bậc 2 đúng không? Đỉnh 2? 2. 3 chứ em? 2 nó sẽ có cạnh 2, 1 này, 2, 3, 2, 4. Đỉnh 2 bậc lẻ ạ. Thế như vậy nó có thể là đồ thị early được không? Không. Không. Thế loại trừ đáp án 1 rồi, loại trừ 2, 3 rồi lại trừ được 1 nhé. Thế rồi còn mỗi đáp án 4 thôi. Chúng tôi lại trừ đây, ok không ạ? Ok. Nào, thông chưa? Thông chưa? Rồi ạ. Ôi, câu này cũng là câu khó. Đồ thị nào là đồ thị Euler trong mấy đồ thị, trong hai đồ thị này ạ? Hay là không có đáp án đây? Trần Trọng Hiếu. Dạ có cô. Ừ. Hả? Ồ, cái này cô, thế nào mà cô lại sót này. Nào, cô 9 ạ. Đồ thị bánh xe W5 là nào cô? À, đồ thị bánh xe là đồ thị vòng này. Sau đó là nó sẽ bổ sung thêm một đỉnh này. Có hình minh họa không cô? Có, để cô tìm nào. Trong giáo trình của bạn ấy. Đây là K5 này. Nó có chỉnh viết lại tiết lẫn này. K4 và bổ sung thêm hai cái cạnh này nữa này. Đây là K5 này. Đồ thị vòng này. C5 này. Với K5 đây này. Thế chỉ có K5 thôi cô. Ở đây không có K6 nên cô sẽ thay K6 bởi V6 nhé. Đáp án là gì em? Đồ thị đầy đủ K4, à K5. Cái này chưa chắc là một đáp án đâu nhá. Không mời anh em xem lại. C5 nữa. Ừ, C5 chúng ta C5 thấy vừa thì... là đồ thị Euler vừa là đồ thị Hamilton đúng không? Hamilton, đúng. Nào chúng ta nhìn xem là cái V5 này có thể là đồ thị Euler được không? Không. Không đúng không? Vâng. Thế K5 thì sao? K5 có. Có C5 đúng không? Bởi vì tất cả các đỉnh đều bậc chẵn đúng không? Vâng. Còn V6 thì sao? V6 không. Không đúng không? Như vậy câu 9 của chúng ta là sẽ có đáp án là gì? K5 và C5. K5 và C5. Đáp án 2, đáp án 3 đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn em. Rất chính xác. Thôi Hoài thôi nhá, bỏ qua Hoài, bạn Hoàn đâu nhở? Câu 10 ạ. Đây cô giáo.
Hamilton, Hamilton đỉnh. C5 của nó. C5 là Hamilton, chính xác rồi. 1, 2, 2, 4, 6, 7. Tôi... Ok, ok. K, K gì đấy con gì? K5, thứ 3 đấy. K5, K5. K5 rồi. K5 là đô thị đầy đủ. Đúng rồi ạ. Thế còn VK5, VK6? Đôi 4, 6, 1... VK5 ấy của ta? Ừ. Có phải đô thị Hamilton không? Có. Có, VK6. Đi qua các đỉnh. 1, 2, 2... Có đấy của ta? Có đúng không? Như vậy là câu 10 chúng ta có gì ạ? Có hết. Có hết. Rồi, điểm danh một chút nhá. Để cô chụp lấy tài khoản điểm danh xong chúng ta nghỉ nhá. Rồi, hẹn các bạn buổi tuần sau nhá. Ok cô. Bye bye, see you later. Em chào cô. Xin chào cô. Chào cô ạ. Cô ơi, bye bye. Cô ngon miệng nhá. Cô ơi, không thấy tên em cô ơi. Đức Duy á? Vâng ạ, Duy Đức ạ. Không có tên em, đầu giờ điểm danh bạn đã không có thì cô ghi thêm vào mà. Em ghi tên đi cô chép vào ạ. Vâng ạ. Linh ơi xem bảo cô ấy điểm danh Linh ơi. À Quang Linh lúc nãy vào muộn nhá. Còn bạn nào nữa, Tú Linh lúc nãy có không? Nguyễn Văn Linh có không? Tú Linh em không em Nguyễn Duy Đức ạ. IT01 ạ. Giờ thoát được chưa cô? Điểm danh xong rồi, thoát rồi ạ. Cô ơi, lớp em còn một bạn đang bị đi cách ly thì như nào cô? Bạn Nguyễn Văn An ấy. Vẫn lấy được mà. Dùng 3G, 4G bình thường thôi. Cái học online có phải học trực tiếp đâu. Cô đi cách ly mà cũng được học rồi cô. Tại sao cách ly lại không được học nhỉ? Em sợ lấy bạn hỏi rồi ạ. Thế thì để làm sao em bị khẩu trang nữa. Ôi có thì cái máy tính của các bạn nó tiếp thu COVID thôi chứ còn nó có truyền được qua đường truyền mạng đâu. Cô xem hộ em gái. Lúc này nó bay nhanh lắm cô ạ. Nguyễn Duy Đức ạ, IT01 ạ. Nãy em thấy những người báo cô vào muộn cô đã thêm à chưa cô? Hả? Những người mà lúc sáng chưa. Bạn nào đây? Hiền á? Dạ vâng. Hiền sao không thấy trong danh sách này nhỉ? Cô ơi, thầy có em chưa? Em thầy Phong thì cho em vào, em học buổi sáng mà cô. Mình nói không cũng không nghe thấy. Ừ, IT06. Đây là danh sách thầy Phong vừa gửi tối qua đấy. Hiền tên đầy đủ là gì nhỉ? Là Đinh Thị Thu Hiền đấy ạ, IT06 ạ. Nào còn bạn nào nữa? Em ạ, cô có em chưa? Cô có em chưa thì cô chịu. À quên, có tên em trong danh sách chưa cô? Các bạn mắt tinh, cô già, chân chậm, các bạn phải nhìn chứ ạ. Cô em nói nghe thấy không ạ? Có. Vâng, em Nguyễn Duy Đức ạ, IT01 ạ. Duy Đức đây là gì vừa cho thêm đây? Vâng ạ, vâng. Em cảm ơn ạ. Nào còn bạn nào thiếu tên nữa, nhìn lướt nhanh là lớp PR1 nào. Còn bạn nào không? Không nghỉ nhá. Về tự ôn lại nhá. Lần sau không muốn à. Sát khuẩn nhá. Rồi, bọn em rớt hết rồi. Sát khuẩn nhá. Sát khuẩn chắc. Bye bye. Chào cô ạ. À.
Chào cô ạ. Anh Luca F0 chưa tìm thấy rồi.